Mẹ chồng bất ngờ nói điều này về cô con dâu Harry Won. Mẹ của Trấn Thành dành nhiều lời khen khiến Harry xúc động trong sự kiện chiều 29 tháng 10. Chiều qua, Harry Won có buổi ký tặng sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ chồng cô bất ngờ xuất hiện, mang theo bó hoa tặng cô và còn kèm bức thư tay Trấn Thành viết cho vợ khiến Harry vô cùng xúc động. Trước mặt hàng trăm người hâm mộ của Harry Won, bà chia sẻ, cô con dâu đã biết vượt qua những đau khổ để vươn lên trong cuộc sống, ngồi lên được khỏi vũng bùn, mẹ rất hãnh diện khi có người con dâu như con, bà nói. Khán giả tán thưởng nồng nhiệt trước tâm sự của mẹ Trấn Thành. Bà khuyên thêm, Harry hãy cố sống xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho cô, và cô hãy cùng Trấn Thành nắm tay nhau, mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội. Harry đã rơi nước mắt trước những điều mẹ chồng nói. Harry xuất hiện với hình ảnh trẻ trung xinh tươi tại sự kiện. Trước đó một ngày, nữ ca sĩ đã có buổi ký tặng thành công tại Hà Nội. Tự truyện Cỏ Hạnh Phúc của Harry được viết bằng hai thứ tiếng Việt Hàn. Trong đó sẽ không có hình ảnh một Harry ngôi sao với những dự án tiền tỷ, cuộc sống sung túc hoặc những thị phi mà cô chưa bao giờ lên tiếng thanh minh. Thay vào đó, đây chỉ đơn giản là những mảnh ký ức sâu chuỗi nên cuộc đời của một cô gái nghèo vượt khó. Gần 500 người có mặt tại buổi ký tặng. Harry lần lượt ký cho từng người, vừa ký cô vừa trò chuyện với người hâm mộ. Nữ ca sĩ còn chụp ảnh và ôm cảm ơn từng khán giả. Phan Thành vừa có tình mới, Miyu bất ngờ treo status lạ, tiết lộ lời nói trước khi chia tay. Dòng chia sẻ của Miyu trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước tin đồn Phan Thành có người tình mới. Kể từ sau khi chia tay Miyu, thì đây là lần đầu tiên Phan Thành công khai tình tứ bên một cô gái khác lên trang cá nhân. Mặc dù anh chàng vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này, nhưng thông qua những bài đăng khá trùng hợp của hai người, nhiều khán giả càng có cơ sở để khẳng định nghi vấn này là thật. Trong khi Phan Thành bị nghi có tình mới, thì mới đây Miyu bất ngờ đăng tải dòng status lạ và khá dài trên Facebook cá nhân. Miyu chia sẻ ngày xưa, khi chia tay có người đã nói với mình rằng nếu không phải là em, cả đời này anh không thể yêu ai khác. Điều anh sợ nhất sau chia tay là gì em biết không? Là một ngày vô tình đọc báo thấy tin em công khai có bạn trai mới, chắc anh sẽ không thể chịu nổi. Phụ nữ thường dằn vặt lâu, bởi có mạnh mẽ đến đâu cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu lặng lẽ khóc thầm cũng sợ người vì mình đánh rơi một giọt nước mắt. Còn đàn ông thường nhanh quên, bởi dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút. Vốn dĩ khác nhau nên không thể cùng nhau đi trên con đường. Dẫu vậy, thật tâm mong người hạnh phúc và trân trọng những người bên cạnh. Yêu là bản năng nhưng từ bỏ luôn cần một bản lĩnh. Dù không trực tiếp đề cập tới người nào, nhưng không ít cư dân mạng cho rằng Miyu đang ám chỉ tới tình cũ Phan Thành. Ngay khi vừa đăng tải, dòng chia sẻ của Miyu nhanh chóng nhận được sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Ở phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời an ủi và động viên Miyu sớm tìm được hạnh phúc mới. Miyu và Phan Thành vốn là một cặp đôi đẹp của làng giải trí. Cặp đôi đã bí mật tổ chức lễ đính hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi khi loạt tin nhắn tình cảm giữa Phan Thành với hot girl 17 tuổi Thúy Vi bị rò rỉ. Sau khi đăng tải hình ảnh tình tứ với một cô gái, thì cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được thông tin của người mà Phan Thành ôm. Cô gái xinh đẹp có tên là Trương Minh Xuân Thảo, hay còn gọi là Rimmy Trương. Sinh năm 1992 trong một gia đình rất có điều kiện, không chỉ bởi tin đồn hẹn hò cùng Phan Thành, Trương Minh Xuân Thảo cũng từng được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ khi là một cô gái xinh đẹp có học thức và giỏi giang. Nhiều người nghi khả năng ca hát của Chibu, bạn gái hơn 18 tuổi của Kiều Minh Tuấn lại phát ngôn quá bất ngờ. Thêm một đồng nghiệp lớn tuổi bình phẩm về giọng ca đang gây tranh cãi nhất Vbop. Chưa biết đường dài có thành công như tham vọng hay không, nhưng rõ ràng ở những bước đầu lấn sân sang ca sĩ, Chibu đã đang tạo được những tiếng vang lớn, thu hút một sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Hiệu ứng từ MV trước chưa kịp nguội, người đẹp 9X đã tiếp tục tung ra MV thứ hai và lại khiến dân tình được fan dậy sóng. Hòa chung vào thời thế showbiz, giữa những ý kiến trái chiều về vai trò mới của Chibu, nghệ sĩ Cát Phượng cũng thẳng thắn lên tiếng. Cô để lại bình luận dưới bài đăng chê bai Chibu có tiêu đề "Lần đầu hát live ca khúc mới, Chibu bị fan bắt xuống sân khấu vì giọng ngang phè, nghi án hát nhép". Cát Phượng để lại bình luận dưới một fanpage nhưng sau đó đã xóa bỏ, có lẽ vì bị dân mạng khủng bố phản bác ý kiến quá hung hãn. Bạn gái hơn 18 tuổi của Kiều Minh Tuấn viết,
Ai chê thì chê, riêng tôi nghe cô bé này hát tôi thấy ổn, rất ổn, phủ đạo tốt, thần thái chuẩn. Nghề dạy nghề, hát lâu dần sẽ hay thôi, cố lên, cố vượt qua mọi rào cản, mọi lời chửi rủa chê bai và đạp lên tất cả chỉ để chứng minh cho toàn xã hội biết. Em làm được mà và làm hơn thế nữa thì thực lực em có. Hãy biến đau thương thành thành tựu, em sẽ có những thành tựu lớn và thành công. Các phường công khai bên vực Kibo và đưa ra quan điểm của mình. Danh hài Thu Trang Diệu Nhi bất ngờ khoe thiệp mời dự đám cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Thông tin khiến cộng đồng fan vô cùng hoang mang tức tối vì ghen tị. Cách đây ít tiếng trên mạng xã hội, danh hài Thu Trang cùng nữ diễn viên Diệu Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Điều đáng chú ý nhất chính là phần tên cô dâu chú rể được in đậm. Không phải ai khác chính là cặp siêu sao hàng đầu xứ Hàn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Hôn lễ của hai nghệ sĩ tên tuổi sẽ diễn ra vào ngày mai, 31 tháng 10 và được dư luận truyền thông toàn châu Á đặc biệt quan tâm. Như vậy, có lẽ nào Thu Trang và Diệu Nhi được mời sang dự đám cưới thế kỷ? Hai nghệ sĩ Việt may mắn nằm trong danh sách 300 khách mời ít ỏi, hoang mang quá đi thôi. Không chỉ Thu Trang, Tiến Luật cũng được mời. Không chỉ Diệu Nhi, Anh Tú cũng được mời. Nữ diễn viên còn băn khoăn chưa biết nên mừng bao nhiêu tiền. Cả nhóm đã check-in tại sân bay vào đêm qua. Có thật sự Thu Trang, Tiến Luật sẽ sang Hàn để dự đám cưới cặp đôi song song? Đã check-in tại Hàn Quốc, Tiến Luật và Anh Tú, cả nhóm cùng đi ăn. Tuy nhiên, những ai đang cảm thấy phát điên vì ganh tị thì có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi đây chỉ là một trò đùa của nhóm nghệ sĩ mà thôi. Trên thực tế, chỉ cần thao tác một hai bước chỉnh sửa trên tấm ảnh có sẵn. Bạn sẽ sở hữu ngay trong tay một tấm thiệp mời y hệt như vậy. Còn đây mới là thiệp cưới chính thức vô cùng giản dị và thanh lịch của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được người mình chờ mong suốt thời gian qua, hãy đến và sẽ chia cùng chúng tôi sự thông thái và lòng dũng cảm mà bạn đã tích lũy trong suốt hành trình cuộc đời của bản thân. Những chia sẻ của bạn sẽ khai sáng và dìu dắt chúng tôi vượt qua chuyến phiêu lưu của riêng chúng tôi, Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Thiệp còn chú thích rõ ràng các yêu cầu đối với khách mời. Khách mời không được tặng vòng hoa, khách mời chỉ được vào khi cầm theo thiệp mời. Lần đầu tiên Hòa Minzy tiết lộ tin nhắn chủ động chia tay của Công Phượng. Tin nhắn chia tay vỏn vẹn hai dòng của nam cầu thủ xứ Nghệ đã chính thức khép lại chuyện tình hai năm đẹp, nhưng cũng đầy sóng gió của cặp đôi trai tài gái sắc này. Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy tham gia Sao Ta Quá Giang và có nhiều chia sẻ về chuyện tình 2 năm, tốn nhiều giấy mật với cầu thủ trẻ Công Phượng. Lần đầu tiên nhìn lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy cho biết cặp đôi tan vỡ không phải vì hết yêu mà bởi những áp lực trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ Công Phượng là người chủ động trước trong chuyện chia tay. Bỗng một ngày, cô nhận được tin nhắn của nam cầu thủ xứ Nghệ. Anh xin lỗi, anh không thể cùng em bước tiếp được nữa. Em là một cô gái rất tốt, nhưng mà anh không muốn ồn ào. Sau khi nhận được tin nhắn, Hòa Minzy đã trả lời với người yêu cũ: em chưa đồng ý chia tay, em không muốn chuyện của mình như trò tình cảm con nít. Em yêu và chia tay rất rõ ràng, nếu anh quyết định chia tay em thì mình chia tay luôn, chứ không có nói chia tay xong rồi lại quay lại. Vì chưa chấp nhận được nên trong suốt 2 tháng sau đó, nữ ca sĩ vẫn đều đặn lúc 20:30 mỗi ngày nhắn tin em nhớ anh gửi đến người yêu, dù không được Công Phượng hồi đáp. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Hòa Minzy chia sẻ mình giống như đang yêu đơn phương một người. Sau 2 tháng im lặng, Công Phượng cũng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và sự nghiệp của cô. Họ trò chuyện với nhau như những người bạn, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi, trong bình yên như thế. Nói về hoàn cảnh chia tay, Hòa Minzy tiết lộ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 2 năm khi Công Phượng sang Nhật Bản. Đó là thời điểm cô đang từng bước cố gắng trong sự nghiệp và đạt được một số thành công khi tham gia game show. Tuy nhiên đó cũng là lúc Công Phượng lại bị chấn thương không thể tham gia thi đấu. Em nghĩ tâm lý của một người đàn ông khi không làm được ước mơ của mình và nhìn thấy người bạn gái của mình đang phát triển thì sẽ có suy nghĩ gì đó. Nó buồn, nó tủi, mà đặc biệt là khoảng cách nữa, mình không thể ở bên cạnh nhau để an ủi chia sẻ với nhau. Em nghĩ đây là một rào cản khá lớn. Hòa Minzy chia sẻ về một trong những lý do dẫn đến sự tan vỡ của cặp đôi. Dù Công Phượng là người chủ động chia tay, nhưng Hòa Minzy cho biết cô không có suy nghĩ ác cảm gì với người yêu cũ hay là ký ức xấu gì về chuyện tình cảm của mình. Cô đã yêu hết lòng rồi, nên dù chia tay hay ở bên cạnh thì cũng không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì.
Nữ ca sĩ cũng gửi lời đến người yêu cũ, mong anh sẽ trở thành một đỉnh cao mới. Hãy thật hạnh phúc và bước lên con đường vinh quang của mình nha. Á hậu Đại Dương 2017 Diệu Thùy tuyên bố không phục kết quả trong đêm chung kết. Á hậu 1, Hoa hậu Đại Dương 2017 Nguyễn Thị Diệu Thùy đã có những chia sẻ ngắn sau khi cuộc thi kết thúc. Tối 28 tháng 10, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 diễn ra với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Lê Âu Ngân Anh. Bên cạnh đó, giải Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Diệu Thùy, Á hậu 2 thuộc về Đặng Thanh Ngân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Ngân Anh không nổi bật bằng các đại diện trong top 5 chung cuộc. Đặc biệt, điều đáng tiếc khi cô gái có phần trả lời ứng xử khá trôi chảy và tự tin là thí sinh Diệu Thùy lại chỉ giành được giải Á hậu 1. Trước Hoa hậu Đại Dương, Diệu Thùy vẫn bị truyền thông gọi là em gái Diệu Hân. So với thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, Diệu Thùy đã hoàn thiện hơn rất nhiều về cả hình thể, kiến thức, lẫn cách ứng xử. Cô gái cũng khắc phục được nhược điểm mặt tròn ở cuộc thi trước khi dành thời gian tập luyện. Đang là sinh viên ngành quan hệ quốc tế trạng đường Đại học Ngoại thương, ước mơ của Diệu Thùy là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Tất nhiên nếu doanh nhân ấy xinh đẹp và là hoa hậu thì càng tốt. Vì là lần thi thứ hai, cô đã tự tin và bản lĩnh hơn nhiều, không còn cảm giác lo lắng sợ sệt như lần đầu bỡ ngỡ. Trước nhiều bình luận trái chiều liên quan đến cuộc thi, Á hậu 1, Nguyễn Thị Diệu Thùy đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Nói về cảm xúc sau khi thi đêm chung kết, Diệu Thùy cho biết cô khá tiếc nuối về kết quả, vì bản thân trong suốt quá trình tham gia cuộc thi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt, trước một tuần diễn ra đêm chung kết, Diệu Thùy không may mắn bị bệnh thủy đậu, khiến tâm trạng cô vô cùng lo lắng, vì sợ sẽ không thể có mặt trong đêm thi quan trọng này. Khi được phóng viên hỏi có phục trước kết quả ban giám khảo đưa ra, thì người đẹp khá chần chừ và chỉ nhỏ nhẹ chia sẻ có một chút không phục kết quả. Tuy nhiên, Á hậu 1 cũng cho rằng có lẽ mình vẫn còn hạn chế một số mặt nào đấy nên không được đánh giá cao. Đặc biệt, trong phần trả lời ứng xử, Diệu Thùy đã chốt phần thi của mình bằng câu nói hy vọng ban giám khảo sẽ công tâm đưa ra kết quả chung cuộc, khiến truyền thông lẫn nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Nói về hành động này, Á hậu 1 trân tình. Những điều em nói đều xuất phát từ tâm của mình, vì trong cuộc thi, em hoàn toàn không được biết trước câu hỏi nên không hề có sự chuẩn bị trước đó. Em suy nghĩ sao thì chia sẻ lại như vậy thôi. Trước nhiều ý kiến cho rằng Diệu Thùy có phần thể hiện vượt trội hơn tân Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh, cô cho biết, có thể em là một người giỏi hoạt ngôn nên cách thể hiện có phần tự tin, lưu loát hơn các bạn. Tuy nhiên, do một chút thiếu sót trong phần kỹ năng trình diễn như đi catwalk chưa đẹp hay như thế nào nên em mới không được đánh giá cao. Chia sẻ về khả năng ngoại ngữ bằng tiếng Anh của mình, Diệu Thùy hoàn toàn tự tin vào mặt giao tiếp với mọi người. Nếu nói Hoa hậu là người phải có khả năng tiếng Anh và Á hậu là những người không giỏi về điều này, thì tôi khẳng định tôi là sinh viên Đại học Ngoại thương và không hề hạn chế khả năng ngoại ngữ. Không chỉ tiếng Anh, tôi còn biết cả tiếng Pháp nữa. Về ngoại ngữ, tôi tự tin phần giao tiếp. Có thể viết không giỏi, nhưng khi giao tiếp tôi rất tự tin, Á hậu 1 khẳng định. Trước nhận định, dường như những câu trả lời của Diệu Thùy khá giống một hoa hậu thân thiện. Hoặc chăng có một thế lực nào không cho phép cô chia sẻ quá nhiều với truyền thông, người đẹp lập tức phủ nhận. Bên cạnh đó, Diệu Thùy hoàn toàn tự tin vào nhan sắc của mình. Diệu Thùy hài hước cho biết, có nhiều người cũng suy nghĩ bản thân từng sử dụng dao kéo, nhưng cô khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Người đẹp cho biết thêm, từ nhỏ gia đình đã có nét mặt như vậy rồi. Á hậu 1, Diệu Thùy khẳng định gương mặt của mình 100% tự nhiên và không đụng đến dao kéo.